Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 tháng 8 âm lịch năm 2021. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vận khí của thiên địa cũng như của con người vận động không ngừng. Cứ qua mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có sự thay đổi lớn về vận thế. Thế nên mọi người cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 8 âm lịch. Từ đó nắm bắt được thiên cơ, từng bước hóa giải vận hạn, đón tài lộc về với gia đình của mình. Xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp quý vị biết được cuộc sống của mình có những thay đổi như thế nào, gặp được sao chiếu mệnh gì, vận hạn ra sao. Điều này có ảnh hưởng đến vận hạn, sức khỏe, gia đạo, công việc hay không. Từ đó sẽ biết được có những việc cần thiết phải làm để gia tăng tài lộc, may mắn trong tháng 8. Đồng thời qua việc xem tử vi, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đưa ra những phương pháp để hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp quý vị phần nào giảm thiểu được những vận hạn, hung họa sẽ xảy đến với mình trong tháng 8 âm lịch. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi của lá số cho những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 tháng 8 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu, không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm, thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh, sự hợp lý. Tính cách kín đáo, sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên, hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý, dành nhiều thời gian để chăm chút nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy, đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Những người sinh năm Dậu nói chung có tính logic, sự trung thực, năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện hơi khác. Như khả năng nhìn nhận việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng, lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Ngày tuổi Đinh Dậu trong tháng này, mọi phương diện đều ở mức ổn định. Ở tuổi này, công việc hay tài lộc không còn là vấn đề mà mọi người đặt nặng. Đã nửa đời người bươn trải cơm áo gạo tiền, lúc này là thời gian để nghỉ ngơi, quây quần, sum vầy bên gia đình và con cháu. Đinh âm hỏa gặp đinh âm hỏa, được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Dậu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 8 năm 2021 âm lịch của những người tuổi Đinh Dậu cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp những người tuổi Đinh Dậu trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, nhờ thế mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi và suôn sẻ. Tháng 7 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện với những người tuổi Đinh Dậu. Với những người tuổi Đinh Dậu nhiều tham vọng, tháng 8 này không phải là tháng quá may mắn, bản mệnh cần bình tâm trở lại nên đặt sự ổn định lên đầu, không nên đầu tư vào các dự án mới trong thời gian này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát,
chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Đinh Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này, gia chủ tuổi Đinh Dậu về tài lộc khá ổn định, việc làm ăn hợp tác rất tốt, nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Với những người làm kinh doanh nói chung công việc ổn, thu về nhiều tiền, có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bản mệnh sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm được uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào, phòng bị lừa gạt. Những gia chủ tuổi Đinh Dậu là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 8 âm lịch. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu khá ổn định trong tháng này. Bản mệnh không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, hẳn nhiên khó tránh được bệnh vặt. Tuy nhiên, tinh thần tích cực, lạc quan thì mọi việc sẽ ổn. Phụ nữ tuổi Đinh Dậu nên chú ý các bệnh lặt vặt như phụ khoa, đau dạ dày. Áp lực từ công việc là không tránh khỏi với gia chủ Đinh Dậu trong thời gian này. Bản mệnh cần sắp xếp, bố trí thời gian biểu hợp lý để vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ Đinh Dậu đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Đinh Dậu. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu, làm mai, người đã có gia đình dễ bị hiểu nhầm vì những quan hệ khác phái thân thiết, có nguy cơ rạn nứt mối quan hệ và cần sự minh bạch trong mối quan hệ. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Đinh Dậu tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Đinh Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Sơn. Đối với người tuổi Đinh Dậu tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8, tức ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu tháng 8 âm lịch. Ngày âm lịch 11 tháng 8, tức ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lập Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nên sử dụng vật phẩm phong thủy Kim Bài Thái Tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, Kim Bài Thái Tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Đinh Dậu. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, mọi người sẽ có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta lớn hơn. Vậy nên mọi người đừng bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi thử thách ấy, hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.